Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Dạ vâng, hôm nay thì em tiếp tục làm cái clip này. Em gửi đến đại gia đình chúng ta về việc là em test cái EQ. Cái EQ, cái hiệu là Sharp Ruffman em ha, Sharp Ruffman. Thì cái này thì có giới thiệu chi tiết cận cảnh ở clip trước rồi, cho nên là bây giờ mình không giới thiệu chi tiết cận cảnh nữa, mà mình đi thẳng vào vấn đề là mình sẽ mở nguồn, mở nhạc, cho qua nhạc và test nó cho anh em chúng ta thưởng thức. Thì đây thì con EQ đây, và đây là em ghép với con Amply Luxman L308 nha anh em. Luxman L308 thì nó không thể đánh nổi cái cặp loa cọp này ha, cặp loa cọp này nó rất nặng đánh, có cái bass ở trong nó rất nặng đánh. Khi mà mình tắt EQ và mình mở EQ thì mình thấy nó bật tiếng lên rất là mạnh và lực nha. Rồi thì bây giờ cái nguồn nhạc thì em phát thẳng từ máy tính nè, em ghim qua là vô cái EQ này rồi là qua Amply luôn, khỏi qua đầu giải mã gì hết mất công. Rồi em mời quý vị ha, đây bước từ đây. Hiện bây giờ là không có qua EQ nghe quý vị. Đó, ví dụ nó như vậy. Bây giờ chúng ta qua EQ xả bấm này nè. Tiến lên đi coi không? Đó, giờ tắt nè. Không ăn EQ, ăn EQ nè. Đây là hai volume phụ cho EQ luôn. Đây là mấy cái nút chức năng này. Mét. Chép. Ở đây bắt chép. Bên này bắt chép lại. Tiếng này vậy, tiếng này. Đây mắt tiếng này. Đến đây quý vị và các bạn chúng ta xem thôi, và nó là hoạt động hoàn hảo và tiếng rất là phê và chuẩn, lên tiếng rất là dày. Thì clip em cũng làm đến đây quý vị và các bạn chúng ta biết được cái nguyên lý hoạt động và nó hoạt động chức năng của nó là đều tất cả đều hoạt động tốt hết. Anh em nào kết nó thì cứ alo cho em nhé, số điện thoại của em là 0902764784 và giá cả thì cũng y như cũ em đã báo clip trước, 8,5 triệu bao ship toàn quốc như vậy các bạn nha. Một lần nữa em xin kính chào tạm biệt quý vị. Trước khi chào tạm biệt quý vị và các bạn, nếu có xem được clip nhớ cho em xin một like và nhớ đăng ký kênh Trần Thảo An Khang để ủng hộ kênh của Trần Thảo An Khang quý vị nha. Em xin cảm ơn quý vị ạ.